Người đàn ông này mỗi lần tới khách sạn đều thận quan sát xung quanh. Lúc mở cửa phòng, anh sẽ rắc hạt thủy tinh xuống thảm, rồi gắn dây vào cửa và lắp đặt xong thuốc nổ ở trong phòng. Sau đó đi ra ban công và kiểm tra xem dây thừng đã cột chặt chưa. Cuối cùng đặt một khẩu súng bên trong WC, rồi mới yên tâm đi tắm. Mọi việc đã được chuẩn bị ổn thỏa, anh ta mới mở máy tính lên, rồi nhàn rỗi ngồi đọc tạp chí. Đồng thời thông qua hệ thống nội bộ để chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo. Anh ta là một tay sát thủ mạnh nhất trong tổ chức, thậm chí còn được gọi là người đàn ông có bàn tay bóng ma. Anh ta không có tên mà chỉ có biệt hiệu là 47. 47 vốn là một cô nhi, từ nhỏ đã được thủ lĩnh nuôi dưỡng và được huấn luyện vô cùng tàn khốc. Còn có rất nhiều những đứa trẻ khác giống như anh ta, ở phía sau đầu bọn họ đều có mã vạch, và đó cũng chính là ký hiệu của bọn họ. Không cần biết lý do và phân biệt thiện ác, chỉ cần có tiền thì 47 sẽ giúp bạn làm hết mọi thứ. Lần này anh ta đã nhận được một nhiệm vụ mới, đó là ám sát tổng thống của một nước khác. Rất xin lỗi, mục tiêu của tháng sau. Bởi vì khách hàng này đã yêu cầu chức, khách hàng muốn được thực hiện ở nơi công cộng. Nhiệm vụ lần này độ khó quá cao, 47 đã có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn quyết định nhận nhiệm vụ. Anh ta tỉ mỉ đọc lại thông tin của mục tiêu và ghi nhớ tất cả mọi tư liệu. Nhân lúc hắn ta ra ngoài để tham gia hội nghị, 47 đã đứng từ xa để ngắm bắn. Có một nữ ký giả ở gần đó, trong lúc đang phỏng vấn thì đột nhiên bị máu bắn vào mặt. Còn chưa kịp phản ứng thì 47 đứng ở cách đó rất xa đã bắt đầu nổ súng, nhắm thẳng vào đầu của mục tiêu lần này. Anh ta ra tay vô cùng quyết đoán, sau khi bóp cò xong thì lập tức lấy ra kíp nổ. Đợi đến lúc đám bảo vệ chú ý tới thì toàn bộ chứng cứ đều đã bị xóa sạch. Còn 47 đã có mặt ở sân bay và chuẩn bị tiếp nhận tin tức của tổng bộ. Chúng ta gặp phải rắc rối. Có một nhân chứng ở Saint Petersburg. Vì muốn đề phòng mọi chuyện, anh ta chỉ còn cách phải quay lại hiện trường và lập tức đi tới quảng trường để nhận dạng nhân chứng. 47 chuẩn bị lôi súng ra thì cô gái này lại quay đầu nhìn anh, mà ánh mắt đó không hề có chút sợ hãi mà vô cùng lạ lẫm. Lúc này 47 nhận thấy có sự bất thường thì bên cạnh đã có người bị trúng đạn rơi xuống đất. Chính là ở ngay tòa nhà đối diện, một tay sát thủ khác trong tổ chức đang nhắm thẳng vào anh và chuẩn bị kế hoạch ám sát. 47 không có thì giờ để điều tra chân tướng, chỉ đành nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi quay trở về khách sạn, anh ta lập tức liên lạc với tổng bộ, nhưng hệ thống lại thông báo rằng nhiệm vụ của anh đã thất bại. Không thể nào, chính mắt tôi nhìn thấy hắn ta đã bị trúng đạn chết. Hệ thống liền gửi tới cho anh một đoạn video phỏng vấn. Người này chính là mục tiêu ám sát của anh. Quả nhiên là hắn ta vẫn còn sống. 47 bèn lập tức truy hỏi người ủy thác nhiệm vụ lần này là ai, nhưng hệ thống lại không hề có phản hồi. Anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện và nhận thấy có gì đó không đúng. Vì vậy 47 đã chuẩn bị thu dọn hành lý để rời đi thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại reo lên, mà người gọi điện tới chính là bằng hữu lâu năm của anh. Đối phương nhắc tới có nguy cơ phải nghỉ hưu sớm và cảnh báo anh về người ủy thác nhiệm vụ lần này. Lúc này vị cảnh sát quốc tế đã truy lùng anh nhiều năm cũng đã xác định được vị trí của 47 và bố trí đội hình ở bên ngoài khách sạn. Cảnh sát lúc đi vào đã dẫm phải hạt thủy tinh và kích hoạt hệ thống phát nổ. 47 nhận thấy có tiếng động lạ, bèn lập tức ném điện thoại xuống và chạy ra ngoài ban công. Lúc cảnh sát đi vào phòng thì sợi dây cũng bị kéo ra, toàn bộ căn phòng đều bị nổ tung, mà 47 cũng đã men theo sợi dây thừng để trèo xuống ban công và đột nhập vào một căn phòng khác ở tầng dưới. Anh liếc nhìn những vị khách ngồi trong phòng rồi lạnh lùng bỏ đi. 47 mở chiếc máy làm đá ở hành lang và lấy ra một khẩu súng từ bên trong, sau đó xác định vị trí của cảnh sát và bắt đầu hành động. Anh chạy tới phía cuối hành lang và xử lý gọn hai nhóm cảnh sát. 47 đi vào trong thang máy rồi với tay ra ngoài để ấn nút báo cháy. Nhân lúc mọi người đều chú ý tới tiếng chuông báo cháy, 47 nhanh chóng trượt xuống phía dưới rồi gỡ nắp thang máy ra rồi nhảy vào bên trong. Anh ấn nút tầng 1 rồi lại nhảy lên phía trên. Sau đó đội trưởng đã nhận được tin có 5 vị cảnh sát đã bị giết trong thang máy, mà lúc này ông ta cũng đã đuổi kịp 47. Đứng lại. 47 từ từ quay người lại, đúng lúc đó lại có một người phục vụ đi qua. Nhân lúc đối phương đang do dự, anh đã nhanh chóng trốn ra ngoài sảnh và nhảy xuống sông để tẩu thoát. Chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa thôi. Là một sát thủ chuyên nghiệp thì phải nhận được tiền anh mới hành động. Từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người muốn mưu hại mình. Vì muốn điều tra chân tướng, anh đã quyết định sẽ đi gặp cô gái này. 47 chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng rồi đi tới và nhấn chuông cửa. Chỉ nói vài câu đã lấy được lòng tin của cô gái. Cửa phòng vừa mở ra thì cô gái đã nhanh chóng bị 47 khống chế. Tôi đã nhận ra anh, hôm nay chúng ta có gặp nhau ở quảng trường. Nhưng 47 lại không cho cô có cơ hội giải thích mà lập tức áp chế cô đi vào phòng ngủ. Lúc này mới biết được thì ra cô chính là tình nhân của người ủy thác, tên là Nika. Người ủy thác chính là thế thân của tổng thống. Vì muốn chiếm đoạt vị trí của ông nên hắn ta đã thuê 47 ám sát tổng thống. Sau khi biết được chân tướng sự việc, 47 quyết định sẽ trừ khử Nika. Nhưng lúc nhìn thấy hình xăm trên mặt cô, anh lại nhớ tới quá khứ của mình. Tại sao cô lại xăm ở mặt?
bởi vì tôi biết rằng đây là chỗ duy nhất mà hắn ta sẽ không đánh tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh đã bị đối phương làm mềm lòng. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp vì sợ hãi của Nika, 47 đã rút súng lại và dẫn Nika đi theo để hẹn gặp FBI. Nhưng không ngờ lúc tới tàu điện ngầm, anh lại gặp lại tên cảnh sát quốc tế này. Hơn nữa còn nhìn thấy tên sát thủ thuộc cùng tổ chức từng muốn ám sát anh. Nhưng 47 lại vờ như chưa nhìn thấy gì và dẫn dụ đối phương đi theo tới đường dây. Lúc này anh lại đột nhiên nhảy xuống phía dưới, còn tên sát thủ cũng vội vã đuổi theo sau. Hắn ta lôi súng ra và bắt đầu đi vào thăm dò, nhưng không ngờ 47 đã đứng ở phía sau hắn từ lúc nào. Đợi đến lúc hắn ta phát giác ra thì đã hoàn toàn bị 47 khống chế. Động tác của ông quá chậm. 47 hướng súng bắn vào đầu gối của hắn ta, rồi nhanh chóng cướp lấy súng và lật ngược tình thế. Hãy nói cho tôi biết tại sao. Hắn ta còn chưa kịp trả lời thì 47 đã nhìn thấy một bóng người rất khả nghi. Anh bèn cảnh cáo đối phương nằm đợi một chỗ, rồi lập tức đuổi theo kẻ lạ mặt. Bốn tên sát thủ đang cùng lúc chĩa súng vào nhau, cho nên đã quyết định thỏa hiệp. Hay là chúng ta đổi sang một phương thức giết người khác nhé. Sau khi đã quan sát kỹ đối phương và nhận được phản hồi như ý muốn, bốn người họ cùng nhau hạ súng xuống, rồi gỡ băng đạn ra và ném súng xuống đất. Sau đó từ sau áo vest rút ra hai con dao dài. Trải qua một hồi im lặng, cả bốn người bắt đầu động thủ. 47 nhanh chóng đá bay một tên, rồi một mình đối đầu với hai tên còn lại. Sau khi đã giải quyết xong hai tên sát thủ này, thì một tên khác lại bất ngờ xông lên, tóm chặt lấy anh ta. 47 bèn lùi người lại phía sau, rồi găm hai con dao lên tường. Sau đó dùng cùi chỏ hạ gục đối phương. Thế nhưng hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc, mà tiếp tục dùng dao lần nữa xông tới. Rất may 47 đã sớm dự đoán trước, một chân đá bay hắn ta ra ngoài cửa. Sau đó anh tóm chặt lấy hắn, rồi vặn tay ra sau. Sau đó 47 thừa cơ buộc dây vào cổ đối phương rồi treo lên cao. Chắc mấy chốc hắn ta đã hoàn toàn tắt thở. Xong việc 47 lại thu dọn vũ khí, dọn dẹp thi thể, rồi đặt hết toàn bộ vào trong hầm rác. Sau đó anh ta quay lại tìm tên sát thủ đã ám sát mình, thì thấy hắn ta đang hấp hối. Cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Biết rằng không thể moi thêm được thông tin gì, 47 đã trực tiếp kết liễu hắn ta. Sau đó dẫn theo Nika cùng rời đi. Mặt khác, bạn trai cũ của Nika, đồng thời cũng là người ủy thác của 47, đã bắt đầu mất sự kiên nhẫn. Hắn ta vốn định sẽ giết chết 47 và thuận lợi lên làm tổng thống, nhưng không ngờ 47 lại may mắn thoát chết. Vì không muốn để bí mật của mình bị bại lộ, hắn ta nhất định phải trừ khử được 47. Vì vậy hắn đã phái thêm hai tên khác. Còn 47 vì muốn bảo vệ mạng sống nên đã quyết định hợp tác với FBI và thỏa thuận sẽ giúp bọn họ giải quyết tên em trai của người ủy thác, mà cậu em lại là một tên buôn vũ khí khét tiếng. Muốn tiếp cận hắn ta thì phải đóng giả một thân phận khác. 47 đã dẫn theo Nika đi tới một nhà hàng cao cấp. Anh ta đã nhắm trúng một tên nhà giàu, bèn vươn tay lấy cốc rượu của bồi bàn bên cạnh, rồi giả vờ rằng mình đã nhầm lẫn và đặt lại cốc rượu vào khay. Nika tò mò hỏi anh ta tại sao lại biết cốc rượu đó là của hắn ta. Lúc chúng ta đi vào, tôi đã chú ý tới cách bố trí của nhà hàng. Vậy hôm nay có gì đặc biệt nào? Đậu lăng đỏ xào với hành tây và cà chua. Cô gái ngồi ở chiếc bàn phía sau anh. Cô ta mặc váy màu gì? Cậu ta không phải là phụ nữ. Nika nhìn kỹ lại một lần nữa thì nhận ra đối phương quả thật là đàn ông. Bèn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cốc rượu đó cũng rất nhanh đã phát huy tác dụng. Tên nhà giàu bắt đầu nôn thốc nôn tháo và được dìu đi vào nhà vệ sinh. 47 lập tức đi theo sau và dễ dàng vượt qua bước khám xét. Anh đi vào buồng vệ sinh bên cạnh hắn ta, rồi lấy ra một khẩu súng và xử lý ngay tên vệ sĩ này. Sau khi đã giả danh thân phận của tên nhà giàu, 47 lập tức đi đến gặp mục tiêu và giả vờ làm người mua hàng. Sau đó anh đã gặp được em trai của người ủy thác, rồi nhân lúc đối phương không chú ý, anh ném vali tiền lên bàn và quả bom phát nổ ngay lập tức. 47 cầm hai khẩu súng ở trên bàn lên, rồi bắt đầu nổ súng liên hoàn. Tên em trai vốn muốn phản đòn, nhưng hắn ta không phải là đối thủ của 47. Kết cục cũng đã bị xử lý rất nhanh gọn. FBI xem như đã mắc nợ 47 một ân huệ. Tiếp theo đó anh ta đã chuẩn bị cho kế hoạch ám sát người ủy thác. Vì không muốn liên lụy đến Nika, nên 47 đã nói lời tạm biệt với cô. Tuy nhiên suốt 2 ngày qua ở bên nhau, cả hai sớm đã nảy sinh tình cảm. Lần tạm biệt này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng 47 vẫn quyết định rời đi. Nhân lúc hắn ta tổ chức lễ tưởng niệm cho em trai, 47 đã trà trộn vào đám vệ sĩ và tiếp cận được người ủy thác. Anh vốn định bắt giữ hắn ta làm con tin để bảo toàn mạng sống của mình, nhưng hắn ta lại quá nhiều lời. Nếu như cậu giết chết tôi thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho cậu. Cậu chỉ có thể trốn chui trốn lủi suốt cả đời này. Đúng là cái miếng hại cái thân. 47 không do dự liền nổ súng kết liễu mạng sống của hắn ta. Tuy nhiên 47 lại không vội vàng bỏ trốn, mà lúc này cảnh sát quốc tế cũng đã có mặt và còng anh ta lại. Tuy nhiên mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Trong quá trình áp giải 47, FBI lại đột nhiên xuất hiện và chặn bọn họ lại. Tuy ngoài mặt kiếm cớ là lấy lý do để kiểm tra, nhưng thực chất là để trì hoãn thời gian giúp 47 có cơ hội bỏ trốn. FBI cũng đã nhận được một đoạn tin nhắn. Chúng ta hòa rồi nhé. Không lâu sau, Nika cũng nhận được một tập văn kiện được thừa kế đất. Thì ra 47 đã tặng cho cô một vườn nho, hoàn thành ước mơ từ bé của Nika. Cô xúc động ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù không nhìn thấy 47 đâu, nhưng cô biết 47 sẽ luôn ở bên cạnh mình và âm thầm bảo vệ cô.